Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ lắng nghe lời của Chúa buổi sáng hôm nay ở trong sách Giăng đoạn thứ 20. Xin mời cô Mỹ Hiền sẽ đọc lời của Đức Chúa Trời buổi sáng hôm nay. Chủ đề tôi muốn chia sẻ cho hội thánh là nhận để ban. Và chúng ta xem lời Đức Chúa Trời được chép trong sách Giăng đoạn thứ 20. Xin mời cô Mỹ Hiền. Kính mời thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta sẽ mở lời của Đức Chúa Trời ra ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 20 từ câu số 19. Chúng ta sẽ khởi sự đọc lời Chúa ở trong Tin Lành Giăng đoạn 20 từ câu số 19 cho đến câu số 23. Tôi xin phép đọc lời của Chúa. Buổi chiều nọ ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Những cửa nơi ở của các môn đồ đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến chính giữa các môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài sơ tay ra và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mặc rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha. Còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Amen. Chúc ban phước cho hội thánh Salem. Chúng ta đồng ngồi. Chủ đề buổi sáng là tôi muốn chia sẻ là nhận để ban. Có bốn điều mà các môn đồ đã nhận là họ nhận cái sự bình an từ nơi Chúa, và Chúa muốn họ cần có ban sự bình an ra. Thứ hai là họ đã nhận mạng lệnh của Chúa: cha ta đã sai ta thế nào, ta cũng sai các người thế đó. Và điều thứ ba là Ngài đến, Ngài ban Đức Thánh Linh cho họ, và Ngài muốn họ ra đi cũng chia sẻ về Đức Thánh Linh cho những người đang khao khát. Và điều thứ tư là họ nhận lấy quyền phép. Những gì mà các con trói thì người khác sẽ bị trói, mà những gì các con mở thì những người khác sẽ được mở. Amen. Chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Giê-xu là đấng mà họ đang thờ phượng. Chúa Giê-xu là đấng mà họ đang hầu việc. Chúa Giê-xu là một người thầy vĩ đại, một bác sĩ đại tài. Chúa Giê-xu Ngài có quyền trên bão tố. Chúa Giê-xu Ngài có quyền trên thiên nhiên. Chúa Giê-xu Ngài có quyền để chữa lành. Và Chúa Giê-xu Ngài cũng đầy sự khôn ngoan để giải quyết mọi nan đề. Làm cho tất cả các môn đồ, họ đã bỏ tất cả những lưới, thuyền, bỏ tất cả cha mẹ, bỏ mọi sự để họ đi theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là tất cả trên cuộc đời của họ. Nhưng khi Chúa Giê-xu không làm theo ước muốn của họ, họ muốn Chúa Giê-xu phải là người đứng ra lãnh đạo và đuổi những người La Mã trở về, đem sự tự do cho người Giu-đa, đem sự hòa bình cho xứ Israel. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài không làm theo ý muốn của họ. Chúa Giê-xu đầu phục ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu phải giang tay ra để cho người ta bắt Ngài, người ta đánh Ngài và người ta giết Ngài. Sau khi mà Chúa Giê-xu phải chấp nhận cho giang đôi bàn tay ra cho người ta bắt, người ta giết, và những người đi theo Chúa Giê-xu bấy giờ đầy dãi sự thất vọng, đầy dãi sự buồn chán, và họ không còn niềm tin gì cả. Vì sao? Vì cái người thầy mà họ đang mong đợi, vì cái người thầy mà họ đang tôn thờ, vì cái người thầy mà người ta đang coi như là khao khát tận hiến, người thầy đó không có làm thỏa nguyện ước muốn của họ, mà người thầy đó đã bằng lòng giang đôi bàn tay ra chết một cách đau đớn. Điều đó cũng đang nói một số người buổi sáng hôm nay. Có thể quý vị đi theo Chúa với một động cơ gì? Chúng ta đi theo Chúa với một ước mơ gì? Và tôi nói anh chị em nào, nhiều người mong đợi Chúa sẽ làm một việc gì đó để thỏa mãn cái nhu cầu của mỗi người trong chúng ta. Nhưng mà đôi lúc Đức Chúa Trời Ngài không làm theo ý của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời Ngài sẽ thực hiện đường lối của Ngài trên đời sống của chúng ta theo ý của Cha trên trời.
Liệu lúc đó tôi và anh chị em có tâm trạng giống như người Giuđa tại đây, giống như các môn đồ tại đây là gì? Họ đầy dẫy sự thất vọng. Sau khi họ thất vọng là họ làm gì? Buổi chiều nọ ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cánh cửa nơi các môn đồ ở đều đóng lại vì sợ dân Giuđa. Đó, mở cánh cửa ra. Đức tin sẽ mở cái cánh cửa lòng ra. Đức tin sẽ mở cánh cửa của sự rộng rãi ra. Đức tin sẽ mở cái tầm nhìn ra. Đức tin sẽ mở cho chúng ta có những cái lòng vị tha. Nhưng mà sợ hãi, bất an, lo sợ, không có đạt được điều chúng ta mong muốn thì bắt đầu những cánh cửa bị đóng lại. Nhiều người ngày hôm nay sau khi Covid, công ăn việc làm của họ không như lúc ban đầu. Lúc này bắt đầu là các cánh cửa bắt đầu đóng lại. Đóng lại. Vì sao? Vì họ sợ. Họ sợ nhiều thứ lắm. Tôi nghe được có một bà mục sư, bà nói là bây giờ cái sự chu cấp của bà cho chức vụ của hầu vị Chúa của bà đó giảm hết 50%. Vì sao? Vì những người mà trong nhà thờ của bà bên kia mà sai phái bà đi qua bên này để hầu vị Chúa đó, sau khi Covid bây giờ người ta sợ, người ta không dám đến nhà thờ nữa. Và một số người bắt đầu họ sợ, họ cũng không dám dâng hiến rời rộng như ngày xưa nữa. Họ đóng cửa lại. Và họ sợ, họ không dám đầu tư giống như lúc trước nữa. Và bây giờ cái lòng thương xót của họ bị đóng lại. Tình yêu thương của họ bị đóng lại. Cái sự rộng rãi của họ bị đóng lại. Cái tầm nhìn về cứu rỗi linh hồn bị đóng lại. Cái tầm nhìn của mà vươn tay ra để mà giúp đỡ những người nghèo đóng lại. Đóng, đóng, đóng và đóng. Nhưng mà trong danh Chúa Giêsu Christ, ngay trong giờ này tôi công bố hậu Thánh Salom, chúng ta đừng đóng mà chúng ta hãy ở toàn tấm lòng chúng ta ra. Hãy mở mở toàn tấm lòng chúng ta ra. Bao nhiêu người quyết định là tin cậy nó lời hứa của Chúa, mở toàn cánh cửa lòng của chúng ta. Nhiều người đã thương xót người khác, đã giúp đỡ người khác. Nhiều người đã thương xót người khác, giúp đỡ người khác. Nhưng mà bị gặt lấy là một cái gì? Một cái sự tổn thương, một cái sự bạc bẽo. Lúc mà nó cần mình đó, nó đeo đuổi, nó xen đốn, rồi nó nhờ vả, nó lạy dạ, rồi cứ như là ân cần. Nhưng khi đạt được được của họ rồi, bắt đầu họ trở mặt, họ quên đi và bắt đầu họ làm cho chúng ta bị đau đớn, bị tổn thương. Cho nên vì lý do đó, có một số người không còn muốn làm từ thiện nữa. Có một số người không còn muốn giúp đỡ người khác nữa. Có một số bắt đầu cửa lòng bị đóng lại. Nhưng buổi sáng hôm nay, tôi muốn nói những người đang nghe tại đây là Kinh Thánh bảo rằng chúng ta làm bất cứ việc gì hãy hết lòng mà làm. Amen. Như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Amen. Amen anh chị em. Nếu chúng ta giúp đỡ cho một người nào đó mà họ biết ơn chúng ta, họ quay lại, họ cảm ơn chúng ta, hoặc họ làm một điều gì đó đền ơn chúng ta, thì chúng ta đã được trả phần thưởng tại đất này rồi. Amen. Ở trên kia không có gì hết. Nhưng mà phước cho người nào giúp đỡ một người nào đó, yêu thương một người nào đó, gây dựng một người nào đó, cầu thác cho một người nào đó, nâng đỡ cho một người nào đó mà chúng ta đã gặp lại trong cái sự gọi là vô tình, hờ hững, phản bội, phước cho người đó, phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ là lớn lắm. Amen. Chúng ta nhìn người bên cạnh nở nụ cười đó, phần thưởng trên trời sẽ là lớn lắm. Amen. Phần thưởng ở trên trời sẽ là lớn lắm. Phần thưởng ở trên trời sẽ là lớn lắm. Cho người nào? Cho những người nào kính sợ Chúa? Cho những người nào? Cho những con người mở toàn cánh cửa lòng ra. Người như những người môn đồ tại đây họ làm gì? Họ đóng cửa lòng lại. Vì sao? Vì họ sợ. Chúng ta dồn người bên cạnh nói, bạn có sợ không vậy? Bạn có sợ không vậy? Bạn có sợ không vậy? Những người đang nghe đây, bạn có sợ không vậy? Nếu mà bạn không sợ thì tôi cầu nguyện cho cửa lòng của bạn đừng đóng lại. Cái cánh cửa của sự rộng rãi của bạn đừng đóng lại. Cái cánh cửa của sự nhân từ của bạn đừng đóng lại.
có sự ban ra của bạn đừng đóng lại. Amen. Bạn ơi, bạn sẽ gieo đâu không phải là thuận mùa, nhưng mà bạn sẽ gieo cả những lúc bạn gặp những sự khó khăn nữa. Amen. Cô Hiền sẽ nói về phần này cho chúng ta nghe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kính thưa Thánh, ở trong cuộc sống này thì không phải như lúc nào thì chúng ta cũng đạt được những điều chúng ta mong muốn. Dạ, có những lúc chúng ta ước cái A nhưng mà nó ra cái B. À, nhưng mà điều quan trọng chúng ta hãy hiểu rõ rằng đấng chúng ta đang thờ phượng là đấng sống. Amen. Amen. Ngài là đấng sống và chính Ngài là đấng ban bình an cho chúng ta. Amen. Chúng ta nhớ đến cuộc đời của ông Isaac. Tôi xin đọc một phong đoạn Kinh Thánh nói về ông Isaac và chúng ta sẽ suy gẫm đoạn Kinh Thánh này thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 26, câu số 1: trừ cơn đói kém lần thứ nhất trong đời Abraham, bây giờ tại xứ lại có một lần đói nữa. Isaac bèn đi đến Abimelech vua Philippines tại Gera. Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: chớ xuống Ai Cập, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Cảm ơn Chúa, đầy tớ Chúa là một sư phong đã chia sẻ cho chúng ta về vấn đề đóng và mở. Và chúng ta thấy rằng người tin cậy nơi Chúa là người tiếp tục mở tấm lòng thuận phục. Amen. Người tin cậy nơi Chúa là người không giới hạn Chúa. Người tin cậy nơi Chúa là người ở trong hoàn cảnh nào cũng nương náu nơi Chúa. Chúng ta thấy tại đây thì có một cái vấn đề xảy ra ở trong cái đời của ông Isaac đó. Thì Kinh Thánh Chúa nói là cái nạn đói của thời kỳ ông Abraham, thì đời của Isaac lại có một cái nạn đói thứ hai. Vì cớ cái nạn đói đó cho nên là ông Isaac đã rời nơi ông ở, ông đến một cái xứ sở mới. Và tại nơi đó thì Chúa phán với ông những cái lời của Ngài là Chúa sẽ tiếp tục thương xót và giúp đỡ ông. Cảm ơn Chúa. Và chúng thấy tại đây thì ông Isaac ông vâng lời của Chúa. Ông ở cái nơi mà Chúa đã sai khiến và phán dạy. Nhưng tại đây thì ông Isaac ông lại có một cái hành động, đó là ông cậy vào xác thịt, ý riêng. Và ông đã có những cái suy nghĩ của con người để bảo tồn sự sống, để bảo tồn cho gia đình của ông có một cái cuộc sống. Mà cái sự bảo tồn này đó là đến từ ý riêng của ông. Đó là ông nói với là ông Elimelech và những người ở xứ đó rằng tại vì có Rebecca, vợ của ông là một người rất là đẹp. Thành ra mà nếu mà ông nói đây là vợ của ông thì ông sợ đó là vua ở tại nơi đó, xứ sở tại nơi đó không có cho ông được sống tại vì muốn cướp vợ của ông. Cho nên ông mới nói rằng đây là Rebecca, nàng Rebecca là em gái của tôi. Và chúng ta thấy tại đây có một cái sự việc xảy ra, đó là một cái sự rất là tệ đã xảy ra cho nàng Rebecca. Khi mà chúng ta về đọc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 thì chúng ta sẽ thấy được cái câu chuyện này. Và chúng thấy là khi mà ông Isaac ông đã cậy cái sự khôn ngoan riêng của ông, tính toán riêng của ông, và không có cậy nơi cái quy luật của Chúa, thì ông gặp cái sự bị trách phạt, sỉ nhục và không kết quả. Ý tôi muốn trở lại vấn đề đó là Isaac muốn tồn tại, muốn tiếp tục phát triển, thì cái ý riêng của ông không giúp ích được gì cho ông. Cho đến khi câu số 12, Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặp được bội trăm phần vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ông. Amen. Để giải quyết được vấn đề thì ông Isaac phải trở lại cái quy luật của Chúa, không phải là cái sự toan tính của con người, nhưng mà quy luật của Chúa, đó là tiếp tục gieo ở trong cái sự khó khăn nhất. Amen. Kính thưa Hội Thánh, cuộc sống ngày hôm nay giữa một cái thế giới đầy bộn bề, những cái nền kinh tế đang bị suy thoái và nhiều công nhân ngày hôm nay họ than phiền, họ sắp mất việc
và cũng đã có một số người thật sự đã mắc việc. Anh chị em ơi, chúng ta đứng ở trong một cái hoàn cảnh rất là nhiều sự cám dỗ. Và chúng thấy là ông Isaac, ông bị cám dỗ, ông sợ không có đồ ăn, ông sợ gia đình ông đói. Cho nên ông bày biện và ông làm theo ý của ông. Và tất cả những ý riêng của ông Isaac hoàn toàn là thất bại. Cho đến khi ông trở lại với cái quy luật của Đức Chúa Trời, đó là tiếp tục gieo. Tôi cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em và tôi buổi sáng hôm nay, Chúa hiểu hết được nỗi niềm của chúng ta. Amen. Amen. Trong hoàn cảnh tối nhất thì Ngài muốn dùng chúng ta để chiếu sáng nhất. Amen. 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 Chúng thấy là nếu mà cái đèn điện ở đây mà chúng ta bắt ở đây thì nó cũng sáng, nhưng mà cái sáng nó cũng rất là bình thường. Nhưng mà cái đèn điện này mà chúng ta bắt giữa một cái cánh đồng trống, một đêm tối như mực, thì chúng thấy là cái sự sáng nó gấp bội lần. Trong những cái hoàn cảnh khó khăn đó, Chúa muốn dùng Isaac là người chiếu sáng. Không phải Chúa muốn nhìn Isaac là một người gieo ở trong ý riêng, hành động trong ý riêng. Ông bà chị em ơi, cơ cực đó là cơ hội. Chúng ta nói người bên cạnh, cơ cực là cơ hội. Cơ cực là cơ hội. Lê Lương Gia, cơ cực đó là cơ hội. Và chúng ta thấy là đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng rất là nhiều sự cám dỗ. Có nhiều người không dám xưng người đó là chồng của mình. Hỏi em có gia đình chưa? Chưa, em còn độc thân. Ông chồng tôi nói, ủa, em nhờ một sư cố vấn, em là người độc thân. Ở trên Facebook em ghi là người độc thân. Mà sao tôi tìm hiểu tôi thấy rằng em đã có hai đứa con rồi. Như vậy thì em gian dối. Nếu mà em gian dối như vậy thì Đức Chúa Trời không thể nào ban phước cho em được. Và tôi cũng không thể nào cố vấn cho em được. Tôi chỉ cố vấn cho em khi nào em sống thật. Amen. Amen. Muốn hạnh phúc, quý ông bà chị em nên sống thật. Amen. Muốn thịnh vượng, quý ông bà chị em nên cậy nơi ơn Chúa để tiếp tục gieo những hạt giống tốt anh chị em. Alleluia. Chúng thấy ngày hôm nay thì có rất là nhiều sự cám dỗ. Không dám nói người đó là vợ của mình, hoặc là không dám bày tỏ rằng gia đình chúng ta, gia đình của mình đang sống hạnh phúc. Tại vì nếu mà bày tỏ gia đình của mình sống hạnh phúc, nói rằng gia đình sống hạnh phúc, thì cái người khác không giúp đỡ hoặc là không có một cái gì đó, anh chị em biết. Cho nên tôi khuyên quý ông bà chị em, tôi khuyên Hội Thánh Salom, tôi khuyên tất cả những người nam, những người nữ có mặt buổi sáng hôm nay, hãy thành thật trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Hãy sống thật với vợ của mình. Đây là bí quyết nha anh chị em. Vì Kinh Thánh Chúa nói là sự phán xét sẽ khởi sự từ nhà của Israel. Sự phán xét không phải là khởi sự ở công ty. Sự phán xét không phải là xảy ra tại trong lớp học. Sự phán xét không phải là xảy ra ở hội thánh đâu. Nhưng sự phán xét nó xảy ra từ trong nhà của chúng ta, nơi chúng ta ở, nơi chúng ta đối xử với vợ mình, với con mình, với chồng mình, với cha mẹ của mình, nơi mà Đức Chúa Trời chấm điểm cao nhất trong cuộc đời của chúng ta. Alleluia. Đừng nói tôi yêu hội thánh mà chúng ta lại không có trách nhiệm với gia đình. Tôi không tin. Amen. Đừng nói tôi trung thành với Chúa mà gian dối với lại chồng, gian dối với lại vợ. Tôi không tin những người đó. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta quy quyền để mà đắc thắng. Chúng thấy tại đây, Isaac ông đã trở lại cái định luật của Chúa là gieo hột giống trong xứ đó. Trong cái xứ khô hạn đó, ông không đóng cái kho của ông. Ông không khóa những cái hạt giống của ông. Nhưng mà ông tiếp tục tin cậy nơi Chúa để mà gieo. Alleluia, tiếp tục tin cậy nơi Chúa để mà gieo. Và Kinh Thánh Chúa nói rằng năm đó ông đã gặp được bội trăm phần vì Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Điều quan trọng là Đức Giê-hô-va ban phước. Alleluia. Giữa một cái thế giới này, chúng ta bị chi phối rất là nhiều bởi vì cái chứ, vì cớ lời chúng ta nghe mỗi ngày, đúng không ạ? Bởi vì cớ mắt chúng ta thấy mỗi ngày. Chúng ta bị chi phối rất là nhiều vì cớ cái thực tế mỗi một ngày. Nhưng lời của Đức Chúa Trời khuyên
chính đời sống tôi và quý ông bà chị em. Thay vì chúng ta nhìn vào hoàn cảnh, thay vì chúng ta để tâm để chúng ta suy nghĩ đến những điều tiêu cực, thì xin Chúa giúp cho chúng ta để những thời gian đó tập trung nơi lời của Đức Chúa Trời. Alleluia, hãy tập trung nơi lời của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ có năng lực. Chúa chữa lành khi nào anh chị em? Chúa chữa lành khi nào? Dạ, Chúa chữa lành khi một người bị bệnh tật. Amen. Chúa cung ứng khi nào? Chúa cung ứng khi một người bị thiếu thốn. Amen. Chúa ban bình an khi nào? Chúa ban bình an khi con người bất an. Và tất cả những đối tượng đó, những con người đó phải kêu cầu với Chúa, phải tìm kiếm Chúa quý bà chị em. Và ông bà chị em ơi, giữa một cái thế giới ngày hôm nay, tôi tin chắc rằng Ngài sẽ mở một cánh cửa rất lớn cho những người nào biết kêu cầu cùng Chúa. Amen. Giữa một thế giới ngày hôm nay, một cái thế giới đen tối ngày hôm nay, Chúa muốn cho tôi và chị em kinh nghiệm được một cái sự chu cấp một cách tuyệt vời từ nơi Chúa. Tôi không biết gia đình của quý ông bà chị em rõ hết, tôi không thể hiểu rõ hết, nhưng mà Chúa hiểu rõ hết chị em. Và gia đình tôi có một cái kinh nghiệm rằng Chúa không hề lìa bỏ gia đình của chúng tôi. À, tôi tâm sự với lại ông xã tôi rằng người chị đó là một doanh nhân, một anh đó là một doanh nhân rất là thành công, họ thành công lắm. Ngày hôm nay họ vẫn thành công, nhưng mà vì cớ họ thu tập những cái tin tức nó xấu, thành ra là cái tâm trí họ, cái lời nói họ bị lừa dối. Và cái tâm trí và cái tâm lời nói lừa dối thì bắt đầu hạt giống, lời nói là hạt giống, bắt đầu truyền cho người A, người A bắt đầu truyền cho người B, người B bắt đầu truyền cho người C. Và tôi thấy tại nơi đó không còn đức tin. Và quý bà chị em ơi, nếu không còn đức tin thì quyền năng của Chúa cũng sẽ không còn. Amen. Quyền năng của Chúa xảy ra cho những con người nào có đức tin. Nếu không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Thành ra là quyền năng của Chúa sẽ xảy ra cho những người có đức tin. Tôi nói với bà chị em, Chúa không bỏ chúng ta đâu. Chúa nuôi chúng ta bao nhiêu năm rồi anh chị em? Người thì Chúa nuôi 10 năm, người thì 20 năm, đúng không ạ? Người thì Chúa nuôi cũng 6 mấy năm, đúng không? Cô Mỹ là 6 mấy năm rồi đúng không cô Mỹ? 60 mấy năm Chúa nuôi thì bây giờ ông để Chúa bỏ. Và trong lời của Chúa nói rằng, Chúa nói với chúng ta rằng Ngài yêu những người thuộc về Ngài trong thế gian thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Anh chị em để lại một phút, anh chị em im lặng một phút, anh chị em suy nghĩ nha. Thường chúng ta ở tại nơi đây là những người nhập cư tại những vùng quê, đúng không ạ? Ít có ai trong chúng ta là những người sống ở Sài Gòn. Thì khi anh chị em bước vào Sài Gòn này, anh chị em có cái gì? Một phút suy nghĩ đây, có gì ạ? Dạ, dạ đúng rồi. Người thì nói là có hai bàn tay trắng, người thì nói là có cái ba lô. Dạ. Amen. Có bệnh, có nợ, có thiếu. Và anh chị em từ ngày anh chị em bước vào Sài Gòn này, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu, thì anh chị em nhìn lại một phút, anh chị em nhìn lại bây giờ mình có cái gì? Giờ mình có cái gì? Mình khai với Chúa đi. Tại vì nếu mà khai tôi biết tài sản của anh em nó cũng mệt lắm, nên là anh chị em khai với Chúa đi. Chúng ta nhớ những điều đó đấy anh chị em, khắc ghi những điều đó đấy anh chị em, để rồi chúng ta không nghi ngờ Chúa. Amen. Các môn đồ biết Chúa Giêsu phán rằng Ngài sẽ bị bắt, đúng không ạ? À? Và Ngài sẽ bị giết. Và Chúa Giêsu cũng nói rằng Ngài cũng sẽ bị chôn. Và 3 ngày sau thì Chúa Giêsu sẽ sống lại. Chúa Giêsu đã nói. Nhưng mà ngặt con cái là họ tin là Chúa Giêsu bị bắt, đúng không ạ? À? Họ tin là Chúa Giêsu bị giết. Họ tin là Chúa Giêsu bị đóng đinh. Họ cũng tin Chúa Giêsu đã chết. Nhưng mà cái điều tại nơi đây nó xảy ra, nó gặp cái sự rắc rối, đó là họ không tin Chúa Giêsu là đấng sống lại. Không tin Chúa Giêsu là đấng sống lại. Tôi khuyên chính đời sống tôi và quý ông bà chị em, đã tin Chúa thì tin suốt đời. Trong những ngày qua mình tin Chúa nuôi gia đình mình, cung ứng cho gia đình mình, thì hãy tin suốt cuộc đời chúng ta là như thế.
đừng có nhìn vào hoàn cảnh nữa anh chị em ơi. Có nhiều người nhìn vào trong bệnh viện, ôi ngày hôm nay bệnh quá, bệnh nhiều bệnh lắm, bây giờ bệnh không biết tên nữa chứ, rồi không biết tới chừng nào mình bệnh. Anh chị em ơi, xin Chúa giúp đỡ cho tôi và anh chị em thay đổi tâm trí đi. Amen. Giữa một cái dịch lệ đầy dẫy xảy ra ở xứ Egypt, chúng ta nhớ không à? Nhưng mà Chúa bảo vệ dân Israel nha anh chị em. Chúa bảo vệ gìn giữ họ. Và anh chị em nhớ cái ngày lễ vừa qua không? Những con đầu lòng của xứ Egypt đều chết hết. Không chỉ là con người đâu, nhưng mà súc vật cũng như thế. Nhưng mà Đức Chúa Trời bảo vệ dân Israel, một tiếng khóc của đứa bé cũng không có. Một tiếng kêu của một con thú cũng không có. Và con người của Chúa bị riêng tại xứ đó, Chúa bảo vệ một cách rất là an toàn. Amen. Và anh chị em biết không, Chúa đã cho họ ra đi ra đó, khỏi xứ Egypt đó, họ không đi tay không đâu. Họ không có đi tay không đâu, nhưng mà tay của họ cầm bạc và vàng. Chúa không để cho dân ngoại hà hiếp họ đâu. Chúng ta hãy yên tâm đi, thế gian không hà hiếp được chúng ta đâu. Amen. Amen. Nó hùng hổ như vậy đó, nó đông đúc như vậy đó, nó có quyền như vậy đó, nhưng không dễ mà ăn hiếp được con cái của Chúa đâu. Thành ra chúng ta hãy yên tâm rằng chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy tại đây Isaac đã tin cậy nơi Chúa. Và chiều tôi nói với anh chị em buổi sáng hôm nay là hãy loại bỏ tư tưởng ý riêng của con người, sự toan tính của con người. Điều đó không giúp ích gì cho chúng ta, điều đó sẽ đem cho chúng ta sự sỉ nhục, điều đó đem cho chúng ta cái một cái sự mặc cảm tự ti. Nhưng khi chúng ta trở lại với quy luật của Đức Chúa Trời, tiếp tục mở tấm lòng thương xót, tiếp tục mở những ngày tháng của sự gieo trồng, hãy tiếp tục mở kho của chúng ta và Chúa giao cho chúng ta, hãy tiếp tục mở những tài năng mà Chúa cho chúng ta, hãy tiếp tục mở những ân tứ mà Chúa cho chúng ta, hãy tiếp tục mở những lời nói bình an mà Chúa đã cho chúng ta, hãy tiếp tục mở, Đức Chúa Trời sẽ mở cửa, trên trời sẽ ban phước cho chúng ta. Amen. Amen. Chúa ban phước cho Thánh Sơ Lơ. Tiếp tục tin cậy nơi Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Đang khi người ta đang lo lắng, sợ hãi, bất an, thì Chúa xuất hiện, Chúa nói như thế nào quý vị? Chúng ta cùng đọc ở trong sách Giăng đoạn 20. Quý vị cùng đọc với tôi một lần nữa, bắt đầu từ câu số 19. Quý vị cùng đọc với tôi. 2, 3. Buổi chiều nọ ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ và phán rằng: bình an cho các người. Bình an. Chúng ta đọc thêm câu 21 lần nữa. Câu 21 nha. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: bình an cho các người. Chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ người ta đang lo lắng, người ta đang bị bất an, người ta đang sợ hãi, thì Chúa xuất hiện một cái thì Chúa bảo là sao? Bình an cho các người. Chúng ta hãy nhìn người bên cạnh đó, Chúa muốn bạn có sự bình an. Chúa muốn bạn có sự bình an. Chúa muốn bạn và tôi có sự bình an. Bao nhiêu người khao khát sự bình an của Chúa? Tôi nói thật quý vị nha, có thể chúng ta không có một vài cái giống như người ta có. Ví dụ như chúng ta không có một chiếc áo đẹp như người khác, chúng ta không có một đôi giày đẹp như người khác, chúng ta không có những vật dụng nào đó, nhưng mà chúng ta có sự bình an, điều đó rất là phước hạnh nha. Còn nếu chúng ta có một chiếc áo đẹp, có một đôi giày mới, có một cái gì đó tốt mà trong lòng chúng ta bị bất an, thì điều đó cũng không ý nghĩa gì nha anh chị. Nếu hội thánh nơi chúng ta đang sinh hoạt nó chưa đông như hội thánh khác, chúng ta chưa có một cơ sở rộng rãi như người khác, nhưng mà trong lòng chúng ta có sự bình an, điều đó là phước hạnh trên đời sau. Gia đình của anh chị em chưa có nhà riêng, chưa có xe hơi, chưa có một số điều đó, nhưng mà trong gia đình anh chị em sống hạnh phúc với nhau, sống bình an, con cái hòa thuận với nhau, mà có sự bình an tràn ngập trong gia đình anh chị em, đó là điều phước hạnh. Sống trong một đất nước không có văn minh như một số nước khác, không có phương tiện như một số đất nước khác, nhưng mà chúng ta đang sống trong Việt Nam mà có sự bình an, chúng ta là người được phước. Amen. Amen. Còn nếu mà quý vị bây giờ có nhà đẹp mà quý vị đang sống ở Ukraine, tôi nói anh chị em đang nhức đầu. Đúng không anh chị em? Anh chị em đang có bằng cấp cao, anh em giỏi, nhưng mà anh chị em đang sống ở tại nơi Nga Xô, anh chị em cũng đang gặp rắc rối. Nhưng mà cảm ơn Chúa, mình nói người bên cạnh là phước cho bạn đang ở Việt Nam. Phước cho bạn đang ở Việt Nam. Bình an cho các người.
bình an cho các người. Chúa đến ngày nói tới hai lần, chỉ có 6-7 câu kinh thánh mà Chúa nói hai lần là bình an cho các người. Cái điều mà nhận để ban, việc đầu tiên đó là Chúa muốn các môn đồ phải nhận sự bình an. Có một người nào đã từng nói, chúng ta không thể nào cho người ta điều mà chúng ta không có. Đúng không anh chị? Chúng ta không thể nào cho điều mà chúng ta không có. Nếu mà túi chúng ta sạch trơn, chúng ta có tiền để cho người ta không? Không có. Chúng ta không có sự bình an, mình đem sự bình an cho người khác được không? Không thể nào được. Mình không có sự vui mừng, mình chia sẻ sự vui mừng cho người khác được không? Không bao giờ được. Cho nên mình thấy mấy ông ca sĩ ông hát mà, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn á. Họ buồn thiêu buồn thích, tại vì sao? Trong lòng của họ cô đơn, thì họ chỉ chia sẻ sự cô đơn thôi. Còn mấy người trong trong chú là sao? Đừng quyền năng hát phấn khởi vui mừng, tại vì trong lòng của họ đang phấn khởi, họ sẽ hát những bài phấn khởi. Cho nên Chúa muốn các môn đệ của Chúa là hãy nhận sự bình an để đem sự bình an cho người khác. Chúng ta nói người bên cạnh, hãy nhận sự bình an để đem sự bình an cho người khác. Amen. Thế giới này, xã hội này, họ đang bị bất an, họ đang cần sự bình an của tôi và anh chị em. Hãy tiếp nhận sự bình an của Chúa và chia sẻ sự bình an cho người khác. Amen. Thứ hai mà tôi muốn đọc cho anh chị em nghe trong câu số 20. Chúng ta xem câu 20 nào. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy thì đầy dẫy sự vui mừng. Đó, họ đang nhận sự vui mừng. Ngài lại phán cùng các môn đồ rằng, bình an cho các người. Cha ta sai ta thế nào, ta cũng sai các người thế ấy. Cha ta đã sai ta thế nào, thì ta cũng sai phải các người thế đó. Điều thứ hai, tôi muốn chia sẻ với hội thánh là, chúng ta nhận lấy cái sự ban phước từ nơi Chúa, nhận lấy cái mạng lệnh từ nơi Chúa, và Chúa muốn sai phái mọi người chúng ta ra đi để truyền giảng. Cảm ơn Chúa. Thứ hai này hình như Rafa bắt đầu ra đi xuống Huế đúng không? Cảm ơn Chúa. Thứ hai Rafa đi xuống Huế. Nếu mà quý vị không ngại thì tôi chở quý vị đi. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài sai phái. Và chúng tôi cũng đang lên chương trình tiếp tục đi qua Campuchia. Đi qua Campuchia. Và điều này rất là quan trọng. Cha ta sai ta thế nào thì ta cũng sai các người thế đó. Đức Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu xuống trần gian này để làm gì mà chị em? Để phục vụ người khác, để giúp đỡ người khác, để yêu thương người khác, để gánh tội cho người khác và chết thay cho người khác. Cha ta sai ta thế nào, ta cũng sai các người y chuồng gì nữa đó. Amen. Y chang như vậy đó. Amen. Amen. Chúa muốn mọi người cho chúng ta ra đi không làm cha người khác, mà Chúa muốn chúng ta ra đi trở thành người hầu việc người khác. Amen. Tôi cảm ơn Chúa, hội thánh Salom đi đến đâu cũng được khen tới đó. Amen. Anh chị em những người phục vụ thì khỏi chê rồi. Người đó nói như thế này nè, mai mốt có một chương trình gì quan trọng á, tôi muốn mời đội ngũ của Salom đến để mà cùng phục vụ với chúng tôi được không? Tôi nói được, có lưỡi ai lưỡi đấy. Cảm ơn Chúa, chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Tinh thần phục vụ là tinh thần từ nơi ý muốn của Chúa. Sự ra đi hy sinh tận hiến, giúp đỡ, nâng đỡ, cứu vớt, chia sẻ, an ủi, khích lệ, đưa người khác đến sự bình an, đó là trong chương trình của Đức Chúa Trời. Cha ta sai ta thế nào thì ta cũng muốn sai các ngươi thế nào. Một lần nữa tôi nói anh chị em rằng, chưa có một con người nào hết lòng với Chúa mà Đức Chúa Trời bỏ con người đã bao giờ. Amen. Amen. Một lần nữa tôi muốn nói rằng, chưa có con người nào mà hy sinh với Chúa, tặng hiến cho Chúa, Chúa bỏ rơi người đó bao giờ. Amen. David cứ nói là sao? Trước thì tôi trẻ, rầy thì tôi đã già, nhưng tôi chưa thấy dòng dõi có người công bình nào bị bỏ, hay là con cái của người đó đi ăn mày bao giờ. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa kêu gọi Abraham trở thành người ăn mày đúng không? Chúa kêu gọi Abraham trở thành người gì? Nguồn phước. Nhìn người bên cạnh các bạn có thể trở thành nguồn phước.
bạn có thể trở thành nguồn phước. Amen. Bởi vì bạn là ân phước rồi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúa muốn dùng chúng ta trở thành nguồn phước mà. Cho nên cảm ơn Chúa. Nguồn phước không chỉ là đánh máng rồi sáng là đánh đường luôn nữa kìa hả. Cho nên là ân phước luôn nữa. Tạ ơn Chúa. Đó là điều Chúa muốn chúng mua người trong chúng ta. Và điều thứ ba, chúng ta cùng đọc lên với tôi câu số 22, 23. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơn trên môn đồ và rằng: hãy nhận lấy Đức Thánh Linh. Hãy nhận Đức Thánh Linh. Điều Chúa muốn ban cho các môn đồ tại đây là hãy nhận Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là thần lẽ thật. Đức Thánh Linh là đấng an ủi. Đức Thánh Linh là đấng cố vấn. Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt. Đức Thánh Linh cũng là đấng giải bài lẽ thật cho chị của Đức Chúa Cha cho chúng ta. Cho nên bao nhiêu người trong chúng ta biết được rằng là có Đức Thánh Linh thì chúng ta mới hầu việc Chúa được. Đúng không anh chị em? Nếu chúng ta đờn cho hai chúng ta hát cho giỏi mà không có sự sức dầu của Đức Thánh Linh đó, chỉ là văn tự mà thôi. Nhất là những người giảng, giảng mà chúng ta chỉ có văn tự mà thôi, mà không có sự hà hơi của Đức Thánh Linh đó, bài giảng nó khô đét à. Bài giảng người ta chán lắm. Và ngày giảng đưa cho người ta vào trong giấc ngủ êm đềm. Nhưng mà nếu mà chúng ta giảng trong quyền năng của Đức Thánh Linh, sẽ đem được sự khích lệ cho người khác. Amen. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài hà hơi và Ngài bảo hãy nhận lấy Đức Thánh Linh. Bao nhiêu người khao khát mà được đầy Đức Thánh Linh, giơ tay lên. Amen. Chúa nói là gì? Đừng say rượu, vì rượu xui chó, luân tuồng, loạn luộc, dơ giấy, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Quý vị muốn tiếp xúc với những người đầy dạy Đức Thánh Linh không? Hay là quý vị muốn tiếp xúc với những người đầy dạy sắc thịt? Đầy dạy sắc thịt là hở là chửi, hở là lạc, hở là la, hở là đánh, hở là giận, hở là hờn, hở là bỏ không thèm đi nhóm salon, hở là không thèm ăn món ăn của hiền không nữa, hở là giận đủ thứ hết, hở là không tham gia ban hát nữa, hở một cái là coi như là đủ thứ hết. Nhưng mà những người đầy dạy Đức Thánh Linh thì là những con người vui mừng bình an. Chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa, những người đầy dạy Đức Thánh Linh đó không giận lâu. Đúng không anh chị em? Không giận lâu. Vì biết làm sao? Vì họ đầy dạy Đức Thánh Linh là họ không còn sống cho chính họ nữa, mà họ sống cho đấng đã chết cho họ. Amen. Một con người đầy dạy Đức Thánh Linh đó, họ chửi mà nó: ô con cảm ơn Chúa. Nó chửi con giống như nó chửi cha, nó đồ con bất hiếu ha. Nó mình cảm ơn Chúa. Người đầy dạy Đức Thánh Linh là họ chửi mình, nó là lúc đó mình đang được phước. Ai nói xấu quý vị, nếu quý vị có việc xấu cần nên ăn năn và sửa đổi. Đúng không chị em? Ai nói xấu quý vị và nói xấu tôi và quý vị cần phải ăn năn sửa đổi. Nếu chúng ta có việc xấu, người ta mới nói để chỉnh mình. Nhưng mà nếu mình không làm việc đó mà người ta nói xấu mình, hallelujah, phước cho người nào bị vu khống nói loan, phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ là lớn lắm. Hãy nhìn người bên cạnh nó, hiểu chưa? Hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Amen. Một con người đầy dạy Đức Thánh Linh này dấu hiệu là bắt đầu ca hát thờ phượng Chúa thôi. Một con người đầy dạy sắc thịt lúc nào cũng lầm bầm á, thù cho tôi sống trong gia đình nào mà lầm bầm thì ai mà chịu cho nổi, đúng không anh chị em? Thù cho trong gia đình mà có một vài người mà lầm bầm, cứ chuyện có chút xíu nhỉ, chuyện nó nhỏ hơn con tép nữa mà cứ nhai tới nhai lui lầm bầm rồi nhắc tới nhắc lui, nhiều ông chồng cũng đập đầu cho tường luôn, đúng không anh chị em? Kinh Thánh chưa nói, nhưng mà tôi nói thà ở xó nút nhà nó ra, quý vị nói tôi nói ha. Kinh Thánh nói hơn là ở chung với những người đàn bà hay tranh cạnh, hay lầm bầm, hay nhẫn nhị, hay cứ như là cao nhau mệt lắm. Mong rằng chúng ta sẽ là người đầy dạy Đức Thánh Linh, dùng ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, gia đình hạnh phúc và đời sống chúng ta được phước hạnh. Amen. Cho nên Chúa nói là hãy đầy dạy Đức Thánh Linh, nhận Đức Thánh Linh để rồi ban ra. Điều cuối cùng, tôi muốn quý vị cùng đọc với tôi trong câu
số 23. Để chúng ta kết thúc 23. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào mà các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Đây là cái chúng ta nhận lấy cái uy quyền ở trong danh Chúa Giêsu. Bao nhiêu người trong chúng ta biết rằng á, ở trong Chúa Giêsu tôi và anh chị em có uy quyền. Chúa nói là những điều gì các ngươi trói dưới đất thì cũng sẽ trói ở trên trời, mà những điều gì các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin bất cứ điều gì ta sẽ cho. Rồi Chúa nói như vậy: nếu các ngươi có đức tin và hồn cải bảo hòn núi này là hãy nhấc mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi không nghi ngại trong lòng thì điều đó cũng sẽ thành cho các ngươi. Một lần nữa tôi nói anh chị em nào, trong Chúa Giêsu tôi và anh chị em có uy quyền. Chúng ta đã từng đuổi quỷ, chúng ta thấy chưa? Mình đâu có giỏi gì đâu, nhưng mà tại sao mình ra lệnh con quỷ nó phải nghe lời mình? Tôi thấy một chiếc xe tải khi nó đang chạy ngay chỗ cái đường xuống cái đường ở bên quận 2 á, chiếc xe tải nó to luôn quý vị, nó chở container đủ to vậy, tướng nó như là có to âm, nó chạy với tốc độ mà có nó là rất là nhanh, tốc độ cho đó chỉ cho chỉ 60 km/h thôi mà nó chạy 80-90 âm, gôn vô kinh khủng vô cùng. Tôi thấy anh cảnh sát cảnh ôm nhiều ông nhắc nè, anh cảnh sát cảnh ôm nhiều ông nhắc nè, ông cầm cái camera trước ông giơ là xe tải dừng lại. Tôi nói cỡ ông đó nè, xe tải mà nó cán vô nát tương cũng được nữa, mà tại sao cái ông cảnh sát chỉ cần giơ cái camera trước lên và thổi một tiếng còi, chiếc xe tải đang chạy tốc độ nhanh 80-90 km/h và nó kẹt lại tấp vào liền. Vì ông cảnh sát có gì anh chị em? Có uy quyền của nhà nước giao cho. Tôi và anh chị em những người nhỏ thôi, nhỏ nhưng mà trong vương quốc của Chúa, tôi và anh chị em có uy quyền. Lắc vai người bên cạnh nó, trong Chúa bạn và tôi có uy quyền. Trong Chúa bạn và tôi có uy quyền. Trong Chúa tôi và bạn có uy quyền. Uy quyền chỗ nào? Chúa ban cho chúng ta uy quyền, chúng ta mở thì Chúa cũng sẽ mở. Cho nên nhân danh Chúa Giêsu chúng ta cầu nguyện mở trối cho anh chị em của chúng ta. Amen. Tại đây thì trước đó là các môn đồ đóng cửa lại, họ đóng thì họ có đạt được điều gì không? Yeah. Chúng ta thấy rằng mấy ngày qua ở Việt Nam quá oi bức, mà nhà nào đóng kín ngắt cửa thì có gió vô được không? Yeah. Tôi đang nóng như vậy tôi mở cửa sổ ra một cái nó mát dịu quý vị ơi, tôi sung sướng vô cùng. Tôi nói anh chị em rằng nhiều lúc cái cơn gió thanh linh thăm viếng mà lòng nào mở ra, con người đó sẽ được mát. Thánh linh thăm viếng mà lòng quý vị và tôi đóng chặt á, nóng vẫn nóng như thường. Cho nên trong tôi khao khát mọi người chúng ta hãy biết được cái uy quyền ở trong danh Chúa Giêsu. Những gì chúng ta mở thì Chúa cũng sẽ mở. Mà những gì chúng ta trói thì Chúa cũng sẽ trói. Nhân danh Chúa Giêsu để chúng ta trói buộc tất cả những linh gây bệnh tật lui ra khỏi gia đình của chúng ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ chúng ta trói buộc tất cả những linh vô tính lui ra khỏi những người chồng của chúng ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ chúng ta cầu nguyện trói buộc tất cả sự khó khăn, sự thiếu thốn lui ra khỏi chúng ta. Amen. Một ngày kia tôi học mùa gạt, mà tôi nói thật quý vị là tôi đã học trường Kinh Thánh, mà đi học Kinh Thánh đi học riết hồi là không có tiền để xài. Cứ bố tôi lúc nào cũng trông chờ à, mà có bố chứ vui vậy chứ bỏ cái thẻ chứng minh vô để mỗi lần đổ xăng mà không có tiền thì cầm thẻ chứng minh thôi, chứ trong bố có đồng tiền nào đó, đối rất mồm tơi như vậy. Sau đó ông mục sư khi ông dạy về quy quyền Cơ Đốc nhân, ông hỏi là bao nhiêu bạn tin rằng nếu mà bạn đặt tay cầu nguyện chúc phước cho người nào nào người đó được phước, và bạn chúc phước riêng cái bố của bạn, cơ bố của bạn cũng được phước nữa. Và ông nói là bao nhiêu người tin vào điều đó. Tôi đơn sơ tôi móc bốt tôi ra, tôi đặt lên và tôi nhân danh Chúa Giêsu, con chúc phước trên cái bốt này, con công bố rằng Chúa sẽ ban phước cho con có tiền ở trong bốt này. Tôi đơn sơ tôi cầu nguyện như vậy. Vừa cầu nguyện xong chiếc xe nó hư. Có sức không? Mà xe đó là xe của nhà thờ chứ mà xe của mình nữa. Xe nó hư. Cuối cùng ông mục sư thế là ông về nước Chúa rồi. Ông nói cô thoại: cô Sáu ơi, xe hư rồi, mà Phong bây giờ chở cô Cúc đi học Kinh Thánh mà xe hư làm sao? Nó tới nó lui,
hội thánh quyết định chi 200 nhà để tôi đi sửa xe. Có tiền trong bốp rồi, đúng là có tiền trong bốp rồi. 200 ngàn để 200 ngàn là đó, cách đây 20 mấy năm về trước 200 ngàn cũng lớn lắm, để đi sửa xe. Và thế là có tiền trong bốp, tôi dẫn xe đi. Và Chúa ơi, Chúa nói con là có quy quyền, hãy đặt tay cái đau thì cái đau được lành. Bây giờ bởi đức tin con nhân dân Chúa Christ, con đặt tay chiếc xe của con và con công bố là Chúa Giêsu đã chữa lành chiếc xe cho con. Amen anh chị em. Amen. Mà lúc đó 200 ngàn tôi bốp rồi. Thế là tôi đem xe tới nhà của anh Tùng, là chồng của Như Ý bây giờ. Và đi vô như vậy tôi cầu nguyện xong xuôi á, anh Tùng anh mở ra, anh nói xe của mình đâu có hư gì đâu anh Phong. Chị, tại vì cái bu ri của nó bị đóng bụi lâu ngày, không có chùi cho nên nó không có bén lửa. Anh thổi phát, anh khò, anh chùi cái, anh sẽ chạy đi. Tôi hỏi bao nhiêu tiền vậy? Anh kêu rằng, anh đi hầu việc Chúa, tôi giúp đỡ cho anh vậy là tốt, là tiền bạc vậy. Thôi anh về đi nha. Ôi tôi cảm ơn Chúa, tôi về, tôi mừng quá. Tôi chạy đi, tôi báo chị Thoại, xe bây giờ chạy ngon lành rồi. Tôi báo anh Mục Sư Thế, xe ngon lành rồi. Cái cùng một số thế điện lại cho chị Thoại, nó làm em nó đi hầu vị Chúa tốt như vậy, nó có đức tin, nó cầu nguyện xe như vậy, bây giờ mình lấy 200 ngàn là gì, cho nó 200 ngàn luôn đi. Hallelujah. Và cảm ơn Chúa có 200 ngàn mua một chai nước mắm, mua một chai nước tương, mua một bịch muối, một bịch đường và một chút xíu bột ngọt, mua một bịch gạo, mua dầu hôi đổ vô lò xô, tiếp tục nấu cơm và đem khô của cô Hiền ra chiên ăn để tiếp tục đi hầu vị Chúa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Trong Chúa Giêsu tôi và anh chị em có quy quyền. Ôi những lần đuổi quỷ, tôi nói chuyện anh chị em á, mỗi thời điểm Chúa dùng mỗi chúng ta theo một cách. Thời điểm mà mỡ nó nóng cháy và phải nói là sốt sắng mà xin mở mặt, có những cái cũng thiên vị biết. Kiên ăn xanh mặt luôn. Mình kiên ăn xanh mặt luôn. Còn mấy cái người mà bị quỷ ám á, nó ta cho chữ. Có nhiều người đã cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu đuổi quỷ nó ra rồi, nhưng mà họ tiếp tục, họ nũng nịu, họ giả đò giống như họ còn quỷ vậy. Để làm gì? Mình phục vụ họ. Đồ họ không giặt, có người giặt. Họ khỏi cần nấu cơm, có người nấu cơm. Có người có rờ đầu rồi, cổ cầu nguyện rồi, chúc phúc trên trán rồi. Ô, họ giả vờ. Tôi nói anh chị em rằng, đến một lúc chúng ta cần phải có sự khôn ngoan. Ở trong Chúa, Chúa ban cho chúng ta có quyền. Đối với quỷ thật thì chúng ta nhân danh Chúa Giêsu đuổi nó ra, thì quỷ phải phàn phục. Còn những cái nhân linh, còn những cái tâm tính, nó phải được dạy dỗ, nó phải được tái sanh, nó phải được biến đổi bởi lời của Đức Chúa Trời. Còn quyền năng của Chúa sẽ thực hiện khi chúng ta cầu nguyện ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thật không nên hầu hạ nó dài ngày quá. Có nhiều người bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc làm để đi hầu hạ những con người giả bệnh. Giả bệnh, giả vờ đó. Cho nên hãy biết được quy quyền đó, và chúng ta nhân danh Chúa Giêsu điều chúng ta cần phải làm là khiến cho người đó cần phải tỉnh táo, cần phải khôn ngoan, cần phải đầu phục Chúa để được giải cứu cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi biết được có một người kia, họ ngủ ngoài lề đường, họ khó khăn, họ thiếu ăn, họ không có nhà ở. Thế là Hội Thánh yêu thương đến cầu nguyện giúp đỡ cho tin Chúa xong xuôi. Có người đã muốn cho họ có phòng ở, nhưng họ không muốn vô phòng ở. Họ thích ngủ ngoài lề đường để làm gì quý vị biết không? Để được người khác cho tiền. Nếu mà vô trong phòng ở thì không có tiền. Nên tôi cầu nguyện cho anh chị em những dạng người như vậy. Chúng ta việc quan trọng là cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, dạy lại lời Chúa cho họ tỉnh táo, đừng có tư tưởng ăn mày nữa. Hãy tái sanh đổi mới để được phước, chứ không ai ngồi đó chờ người khác giúp đỡ. Mỗi một người trong chúng ta cần phải thoát ra một tư tưởng làm không cố gắng ăn mặc cho nghèo nghèo, thiếu thiếu không có, để cầm sự thương xót của con người. Nhưng mà điều chúng ta cần phải làm là làm giống như Isaac, cần phải gieo ra để nhận phước từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn được sự thương xót từ Abimelech, từ những con người, hay là chúng ta muốn được phước từ nơi Đức Chúa Trời?
Hãy nhờ ơn Chúa nhận lấy lời của Chúa buổi sáng nay, tái sanh đổi mới, thay đổi tâm trí mình để mình trở thành nguồn phước. Bao nhiêu người muốn mình trở thành người ăn mày, người khó khăn để người ta giúp đỡ? Bao nhiêu người muốn mình trở thành người bệnh hoạn, người thiếu thốn để cho người ta giúp đỡ dân khí cho mình? Bao nhiêu người muốn mình trở thành nguồn phước? Bao nhiêu người muốn Chúa dùng mình trở thành nguồn phước? Hãy đứng lên cầu nguyện ngay trong giờ này. Hãy đứng lên và cầu nguyện nói: Chúa ơi, con sẽ trở thành nguồn phước. Chúa ơi, con muốn trở thành người nguồn phước. Con không muốn trở thành người ăn mày. Hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu chúng ta hãy cầu nguyện. Và ai là người trong khó khăn và tài chánh, quý vị bốc bốc ra, quý vị cầu nguyện chúc phước trên của bố mình ngay trong giờ này. Hallelujah. Ai là người đang khó khăn về công việc làm, hãy chúc phước rằng mình sẽ có công việc làm tốt ngay trong giờ này. Ai là người đang gặp hôn nhân về mất hạnh phúc, hãy cầu nguyện ngay trong giờ này để Chúa ban cho quý vị hôn nhân hạnh phúc. Ai là người đang gặp những sự bất an, hãy công bố sự bất an lui ra khỏi và sự bình an của Chúa tràn ngập trên chúng ta ngay trong giờ này. Hãy cầu nguyện lớn tiếng, anh chị em ơi, hãy cầu nguyện lớn tiếng ngay trong giờ này. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Oh hallelujah, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.